Alo, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình xin chỉ lại cái cách mà các bạn chúng ta đưa một cái style của bộ set khác vào trong đàn của bộ set của mình để chúng ta dùng. Thì bây giờ mình trước tiên là chúng ta sẽ mở cái bộ set gốc ra để chúng ta xem. Chẳng hạn như ở đây là hôm nay tôi đi bán cái bộ set này cho anh Trần Toàn ở nước ngoài. Anh yêu cầu tôi là phải bộ set của tôi thì ok rồi. Anh cần những cái điệu của style của Tuấn Hưng. Style chẳng hạn như là hôm qua anh nói với tôi là cần cái bài độc thoại. Đây, thì chúng ta tìm cái bài độc thoại. Đó. Độc thoại thì nó ở u sa một. Các bạn chúng ta phải nhớ được cái vị trí nào khi chúng ta đưa vào. Thì ở đây thì tôi mắc cái điện thoại tôi quay mắt cho nên là tôi không có chụp được. Các bạn không nhớ thì chúng ta phải chụp cái điện thoại này, chụp cái màn hình. Chụp cái màn hình để chúng ta nhớ cái vị trí. Và ảnh nói với tôi rằng cái bài là anh yêu em của Tuấn Hưng à. Thì mình lưu chỗ nào thì mình phải nhớ à, anh nhớ em, xin lỗi quý vị là các bạn là anh nhớ em chứ không phải là anh yêu em. Anh nhớ em nè ha, để mình tìm xem đây. Wow, mình lưu chỗ nào nhỉ? Cái style này là tối mình nhớ mình lập có mà. Đây, anh nhớ em của Tuấn Hưng ha. Anh nhớ em ha. Chờ. Cả là nằm ở OC1. Thì bây giờ mình làm gì? Mình sẽ up lại cái bộ set của mình vào trong đờn. Đó, up lại cái bộ set mình vào trong đờn. Thì tôi up theo cái kiểu của tôi là tôi up vào là sẽ giống y luôn. Má là có mở nước rồi má. Đang làm. Đây, tôi up vào. Thì chúng ta phải đợi chờ ít phút. À, để ấp ít giây để ấp cái bộ set này. Má tắt nước đi má. Trong khi chờ đợi thì tôi cũng xin nói đôi lời với tất cả các anh em. Cũng xin cảm ơn anh Trần Toàn đã tin tưởng. Mình bán bộ set cho anh 1 triệu nhưng mà anh bo cho mình thêm một số tiền nữa, và sáng nay anh đã chuyển khoản lại cho ngân hàng mình là 200 đô. Bây giờ anh Toàn nói nhờ mình xuống với ngân hàng đọc tên và địa chỉ IP để nhận lấy tiền, và anh chưa có nhận bộ set. Anh yêu cầu mình là phải thêm các cái style, một số style nhạc trẻ, để anh về bên đó anh chỉ bỏ vào trong bút để anh thỏa mãn cái đam mê. Trước tiên Di Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng ủng hộ cho Di Sơn thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, thì nói về cái kinh nghiệm thì mình không có nhiều, nhưng mà nói về cái tâm mình rất là có nhiều. Mình xem anh em như một gia đình. Mình có cái gì biết mình chia sẻ cho anh em. Mà cái nào vào rì là ra vào rì, còn cái nào phải mua bằng tiền là các bạn phải thông cảm. Bởi vì ngày xưa mình cũng mua lại rất là nhiều của anh em, mình edit và mình chỉnh sửa lại. Thì ngày nay mình cũng có được một số cái bộ set rất là phong phú để ghép lại chung. Anh em chúng ta có gì thắc mắc cũng như là có mọi vấn đề gì cần là giải đáp, trao đổi thì liên hệ qua số điện thoại 0917 937 991, mình sẽ giải đáp thắc mắc. Và sau khi lót bộ set thì nó bảo mình là tắt đường, khởi động lại là xong. Các bạn chờ một xíu nha. Rồi, mình khởi động lại. Mình nói thật với các bạn là những gì mình chia sẻ trên video clip này là thật lòng, không có gian dối. Mặc dù là trình độ của mình thì nó còn non kém, không có bằng mấy anh em, nhưng mà mình muốn chia sẻ đến một số anh em chúng ta chưa biết, để chúng ta biết cách mà làm.
Chứ mỗi lần mà chúng ta cứ có việc gì là chúng ta phải nhờ người này người kia, điện thoại nó bất tiện quá. Đó, thì mình cũng xin phép là như thế. Các bạn chờ một xíu rồi cái bộ set nó lót lại rồi chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Hiện giờ thì bộ set nó đang lót cho nên là nó cũng hơi lâu một tíu. Tại vì mình muốn các bạn chúng ta biết tường tận cụ thể cái việc để chuyển style. Có một số bạn rất là rành, nhưng mà có một số bạn thì chúng ta chưa có rành. Thì chúng ta cố gắng chờ, kiên nhẫn chờ một chút. Cái bộ set này nó lên thì tôi sẽ lót up lại cho các bạn thấy. Bộ set cho tôi, bộ set mà cần đưa vào là hồi nãy nó có tên là Bạch Di Sơn mà tôi viết tắt. Còn cái bộ set này là tôi lưu sẵn trong đời, bộ set kia là cổng. Mà bộ set này thì lâu rồi. Lâu rồi nhưng mà tôi cũng có edit lại. Nó cũng thành như là mới á. Cái bộ set mà hồi nãy tôi mới mở lên đó. Còn bộ set hiện giờ là bộ set hot hiện nay. Là tôi đầu tư rất là nhiều vào đây đó. Màn hình đã xuất hiện và chúng ta sẽ tìm vị trí lót. Trước tiên là chúng ta sẽ mở global. Mở global để chia các bạn. Khi chúng ta mở cái khóa này đó thì chúng ta sẽ được phép lót những cái điệu, đưa những cái điệu style bên ngoài vào bên trong factory. Nếu các bạn không mở cái nút này, nếu các bạn không mở cái nút này thì các bạn sẽ không bao giờ đưa được vào, nó bảo vệ, nó sẽ không cho phép chúng ta lưu vào. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái style nãy vào. Nhà ta hồi nãy là cái bài độc thoại và bài anh yêu em là tôi nhớ không lầm là nó ở cái USA 1 đúng không ạ? Đây mình là lưu trong cái mục này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tìm vào cái USA 1. Đó, USA 1. À, anh nhớ em đây ha. Chúng ta chọn vào một cái đó. Nhẹ má. Nó tú âm mà. Chọn vào một cái điệu nào đó mà chúng ta cần phải bỏ nó đi. Vì hồi nãy tôi mở khóa rồi cho nên là chúng ta có thể có quyền lưu trong factory. Nếu các bạn không mở khóa nó sẽ không cho lưu. Ha. Đó. Thì bây giờ mình lưu cái này để mình tìm một cái bài, ví dụ bến đợi chẳng hạn. Cái bài này thì ít gặp cho mình lưu đề luôn. Đấy. Sau khi mình bấm vào cái này ha. Thì mình bấm exit. Nó hỏi mình có lưu đề đó không, mình ok. Rồi các bạn thấy chưa? Và mình thoát ra ngoài. Mình nhớ là cái chỗ nãy mình lưu đúng không? Vô mình tìm lại. Đây các bạn. Nãy cái chỗ bán đợi là chúng ta để ở chỗ nào? Các bạn phải nhớ. Còn nếu mà các bạn chúng ta tạm thời không quên quên này đây. Đó, chúng ta mở thử xem nó có cái bị lỗi gì không. Nếu lỗi thì chúng ta sửa. À khoan, mình chưa mở loa các bạn ơi. À. Style đấy chúng ta xem đấy nó tạm ổn chưa. Tạm ổn rồi nhưng mà bên style này nó có cái tiếng dây nó đi hơi ồn thì chúng ta sẽ tắt cái tiếng dây, và muốn tắt tiếng dây đó thì chúng ta làm gì, chúng ta vào record đây, chúng ta bấm vào đây đó, chúng ta tắt cái tiếng dây đó đi. Ta xem cái tiếng dây nó nằm chỗ nào. Đây không? Đây. Chúng ta giảm nhỏ ra lại chứ lớn quá thì nó mất luôn thì nó khô. Thôi chúng nghe vừa phải thì khi lên giờ nó sẽ nghe được. Rồi. Đó, chúng ta nhấn xuống và đây. Rồi, chúng ta giảm hết. Giảm tiếng dây đấy. Rồi, chúng ta giảm xuống. Chúng ta giảm luôn. Đó, các bạn để ý mình làm nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Rồi. Đó, cái tiếng này rất là to khi báo luôn đi. Đó, tiếng này to này đó. Đó, vừa cho các bạn thấy không? Đó. Rồi, giờ các bạn chơi. Đó, nó vẫn còn bự không? Tắt nhỏ lại. Và chuẩn bị chúng ta làm lại. Đó, đó chứ các bạn. Rồi, sau khi chúng ta làm xong, chúng ta bấm vào cái nút cảm giác này, chúng ta bấm lưu. Lưu, đó.
nó hỏi là có lưu đè vào cái đó mình ok luôn đó. Còn mà các bạn muốn lưu cái mới thì chúng ta lưu cái chỗ khác. Rồi chúng ta bấm vào record, bấm vào yes. Rồi các bạn xem nó đỡ mất. Rồi giờ chúng ta đưa cái bài đọc thoại nữa là xong. Chúng ta sẽ đóng gói đưa cho anh Trần Còn. Bộ sách này sẽ về làm vợ nơi xứ xa. Chúc em bên ấy hạnh phúc bên người. U xa một không? Cái bài đọc thoại nha, để lấy để đâu nhỉ? Đấy đấy đấy. Đấy, up vào. Chúng ta xem đi. Để tránh lỗi thì anh mình để bên u xa đi cho nó chắc ăn. Mình nghĩ chắc là chiếc áo bà ba này anh không cần đâu. Mình lưu đề lại luôn. Chào một người đi đi. Rồi. Mình lưu đề vào trong này. Mình lưu vào ô số 1 phải không? Mình tìm không? Hồi nãy là mình lưu ở ô số 1 cái gì? Đây, ha, xem thử. Trước mắt là tắm không bị lỗi nè, mình xem cái tắm trước. Đầu tiên các bạn muốn xác định nó thì các bạn chúng ta tắt hết accord này, tắt hết accord vào đây. Chúng ta mở không thôi. Đó. Để chúng ta nghe thử là cái bộ drum đó, nó có bị lỗi hay không. Rồi sau đó chúng ta mới tiến hành mở accord. Chứ nếu các bạn mở lên một lượt là nó rối, các bạn hiểu không? Rồi, vô này. Mở cho đi xem. Thử sơ qua những cái style để mình trước khi mình đưa cho anh. Vấn đề là lót tới lúc luôn vừa là nó sẽ bị lỗi đó. Nói chung là tạm ổn rồi đó. Để xem. Chờ không có đánh đấm gì các bạn. Miễn nhìn cái đó. Mình xem kiểm tra lại cái bộ xếp trước kia. Sao đúng rồi thằng kia mình xin lỗi quý vị các bạn chờ một xíu gắn này nó bị lỗi rồi sao. Thank you.
bị lỗi gì không? Để rồi. Thì cái bộ sách của mình cũng cái phần demo giới thiệu cho các bạn, chỉ cho các bạn cái cách lót style vào cuộc đời đến đây cũng xin kết thúc. Có gì các bạn chúng ta liên hệ qua Facebook Bạch Ngọc Duy Sơn như số điện thoại 0917 937 991. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mình là Bạch Ngọc Duy Sơn ở Quảng Ngãi. Mong rằng các bạn chúng ta thấy hữu ích, cũng như là ủng hộ cho Duy Sơn thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để mỗi khi có video mới thì nó sẽ báo trên YouTube cho các bạn sẽ tự động nhìn thấy video của mình, cũng như ủng hộ giúp đỡ mình. Những người nào đó ủng hộ giúp đỡ mình, Di Sơn hứa sẽ giúp đỡ nhiệt tình cho các bạn. Những gì các bạn thắc mắc là mình biết, mình chỉ. Rồi có anh em nào biết hay hơn mình thì chúng ta cùng trao đổi, chúng ta là một nhà. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào các anh em.